Xin chào các bạn, hiện tại thì Hoàng đang có mặt tại Ma Thiên Lãnh. Ở đây là chân núi Bà Đen của thành phố Tây Ninh. Hiện tại thì nơi đây mình thấy có một cái căn nhà bỏ hoang. Ở trước cửa cái căn nhà này các bạn, mình thấy có một cái cây lâm dồ. Ở đây thì mình không hiểu là cây lâm dồ hay là cây bồ đề, nhìn nó cũng tương tự với nhau thôi. Bây giờ Hoàng xin mời cô chú các anh chị cùng theo mình để mà vào bên trong tìm hiểu cái ngôi nhà hoang là như thế nào, cũng như cái gốc cây bồ đề hay là cây lâm dồ cổ thụ này nha. Xem có gì hay không các bạn. Bây giờ thì mình sẽ quay sơ cho cái nhà xem phía trước ở căn nhà này như thế nào nha. Đây là toàn cảnh phía trước căn nhà này các bạn. Còn đây là một gốc cây cổ thụ. Gốc cây cổ thụ phía trước ngôi nhà hoang nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đó để tìm hiểu như thế nào nha. Mình không hiểu cái ngôi nhà này là ngôi nhà gì mà họ đã bỏ hoang rồi. Còn phía trước căn nhà này các bạn, đây là cái cây bồ đề hay là cây lâm dồ đó. Thì theo Hoàng nghĩ đây là cây lâm dồ. Đây là cây lâm dồ, đúng rồi. Cây lâm dồ có một tán lá rất là to nha. Thôi bây giờ chúng ta vào căn nhà trước đi, rồi một chút ra tìm hiểu gốc cây đó sau. À, căn nhà này thì có 3 phòng. Đây là một phòng. Đây là một phòng. Bên đó nữa, gồm có 3 phòng các bạn. Bây giờ chúng ta vào cái gian phòng đầu tiên xem như thế nào nha. Căn nhà này thì hiện tại trống trơn thôi, không có gì. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều dấu tay. Nhìn rất là ghê các bạn. Còn ở phía dưới đây rất là nhiều tranh ảnh nè. Để chúng ta xem tranh ảnh gì nha. Mình mới vừa dở lên con gì kêu các bạn. Cũng không hiểu nữa. Mình cũng không biết đây là những bức tranh gì. Ở đây thì có một cái túi nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi xung quanh những cái căn phòng tiếp theo để xem có những cái vật dụng gì sót lại để tìm hiểu cái ngôi nhà này nha. Ui. Ở đây thì mình thấy hình như là người ta có vẽ bùa hay gì nè các bạn. Hình như là họ vẽ bùa lên đây hay gì á. Còn ở đây nè, mới nhìn vào thì giống như một bàn tay vậy đó. Không biết cái gì nữa, y như cái bàn tay vậy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái gian phòng thứ hai. Rồi. Ngay chỗ cái gian phòng này thì mình thấy có vẽ một hình ma quỷ gì rất là ghê các bạn. Còn đây là cái gian phòng thứ hai nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi quan sát xem cái gian phòng thứ hai này có những gì. Hiện tại thì ở trên la phong này nó đã đổ sập xuống hết rồi. Đây là một đống gỗ la phong đổ nát. Đây là cái bọc gì đây?
một cái chai thuốc gì á. Ở đây thì mình thấy có một cái tép nữa. Mình cũng không hiểu. Cái văn phòng hồi nãy thì mình cũng thấy có một cái tép, một cái tép nhỏ. Bên đây cũng có một cái tương tự giống giống như vậy. Đây thì có những cái lọ thuốc, một đôi giày thể thao. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái văn phòng thứ ba này. Cái văn phòng mà ở trước đây thì họ có vẽ hình những hình ma quỷ nè. Nhìn rất là ghê. Để đi vào xem coi. Cái văn phòng này thì cỏ rác rất là nhiều. Phía trước toàn là cỏ không các bạn. Ở đây thì khi bước vào mình thấy có một tấm vải đỏ nha. Ồ, ở đây có một cái túi nữa. Đây nè các bạn. Một cái túi này to hơn hai cái túi hồi nãy. Ở đó là một cái bình và một tấm vải đỏ. Ở đây thì có một cái túi nữa nè. Rất là nhiều túi. Ở đây thì mình thấy có một tấm ảnh Bác Hồ. Để mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Một tấm ảnh Bác Hồ đã bị mối mọt ăn rồi. Nhìn chung thì ba gian phòng này cũng không có gì đặc biệt. Không có bài biện gì trong đây hết. Chỉ có những cái vật dụng vứt linh tinh đây thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía sau. Quá chừng cỏ luôn các bạn. Đây nè, bên hông nhà nè. Hiện tại thì cái ngôi nhà này cách núi Bà Đen khoảng chừng 300 mét thôi các bạn. Sát chân núi luôn. Ở đây quá chừng cỏ luôn. Và gai nữa. Ở đây thì mình thấy có một con hẻm nhỏ đầu lưng với một cái dãy phòng bên đây nữa. Thôi bây giờ chúng ta sẽ ra cái gốc cây lâm dồ đó nha. Thật sự thì mình không ngờ ở đây lại có một gốc cây lâm dồ mà cổ thụ to cỡ này các bạn. To khủng khiếp luôn. Đây là tàn lá của nó nè. Hiện tại bây giờ là 17:20 rồi. Trời cũng chuẩn bị sụp tối rồi. Đây là phía trên tàn lá của gốc cây lâm dồ nè. Rất là to luôn. Mà gốc cây này rất là tốt nha. Đây là một cái nhánh của gốc cây lâm dồ. Tỏ xuống đụng đất luôn. Và trái rất là nhiều. Còn đây là cái thân của nó nè. Bây giờ Hoàng xin mời cô chú, các anh chị và các bạn mình cùng xem một gốc cây lâm dồ cổ thụ nằm ở giữa đồng.
ở trước một ngôi nhà hoang. Gốc cây này mình ước tính cầu cả 10 người ôm á các bạn. 10 người ôm không giáp á, rất là to nha. Những cái rễ đây nè, tua tủa xuống đụng đất luôn. Nhưng mà gốc cây này nó nằm ở đây rất là tốt nha các bạn. Tán lá sum xê và xanh mướt luôn. Những cái tán lá là rủ xuống nè, đụng đất luôn. Tốt mịch luôn và trái rất là nhiều. Ở đây thì mình thấy có ai dân giọng đó nè. Đây nè các bạn, ở đây thì mình thấy có ai dân giọng mắc một cái võng ở đây. Có lẽ là trưa họ đi làm để mà vào đây nghỉ trưa, dân giọng ở đây. Để chúng ta xem những hốc cây này có gì là không nha. À, ở đây có gì đây? Ồ, một cái biển số. Một cái biển số xe 70L8-7074. Mình không hiểu ai vứt ở trong đây. Thôi cắt ra đây đi. Rồi cái bọng cây này sâu. Họ nhét một bảng số thuốc trong đó luôn. Bóng mát của gốc cây lâm dồ này mà trưa dân dỏng đây nằm ngủ là thoải mái luôn, mát rượi luôn. Lớn hơn một căn nhà nữa. Wow, ở đây thì mình thấy có một con tắc kè. Để mình zoom máy lên cho các bạn xem nha. Con tắc kè khổng lồ luôn các bạn. Nó nằm ở trong cái bọng cây kìa. Còn đây là những cái chùm trái nè. Quá chừng trái luôn các bạn. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng xem tổng quan cái gốc cây lâm dồ này nha. Thường thì những gốc cây lâm vồ, những gốc cây bồ đề hoặc gốc cây gia cổ thụ như thế này thì người ta hay thờ những nơi chùa chiền hoặc là những ngôi miếu. Vì những gốc cây như thế này rất là tâm linh. Thường có những người khuất mặt khuất mày, những hoang hồn, ma quỷ về trú ngụ những gốc cây như thế này. Những câu chuyện tâm linh thì thường xuất hiện những cái gốc cây như thế này. Rất tiếc là ở đây không có ai để mà mình hỏi về cái lai lịch của ngôi nhà này cũng như cái sự tích của gốc cây lâm vồ này như thế nào. Thật sự thì cái ngôi nhà này cũng đơn giản thôi các bạn. Ở bên trong thì cũng không có gì đặc biệt và ấn tượng. Mình chỉ ấn tượng cái gốc cây lâm vồ này, một gốc cây cổ thụ đó. Thì bây giờ clip của Hoàng xin phép dừng lại đây nha các bạn. Các bạn có yêu thích kênh của Hoàng hãy nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.